Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mission Thiện. Anh Nhân Haseo, Mission Imita. Quay trở lại phần 66 ngày hôm nay đó quý vị. Thì lâu quá rồi, quý vị có nhớ Mission không? Thật ra là Mission rất là nhớ mọi người. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái sức khỏe của Mission không được tốt, cho nên ông xã không có cho cầm điện thoại, mà cũng ít có cho lên trên mạng đó quý vị. Thì có sự cố gì xảy ra thì tất cả quý vị cũng đã xem qua phần 64 và phần 65 cũng đã hiểu ra cái vấn đề rồi đúng không ạ? Cho nên là ngày hôm nay thì Mission sẽ quay trở lại vì có rất là nhiều khán giả đang quan tâm đến sức khỏe của Mission. Cho nên là cũng có rất là nhiều khán giả đang yêu mến và trông chờ tiếng nói của Mission. Cho nên ngày hôm nay Mission đã khỏe rồi, chuẩn bị đi đám cưới. Nhưng mà trước khi đi đám cưới thì lên like để mà trò chuyện với tất cả mọi người. Vì cũng có rất là nhiều trường hợp đang nhờ Mission giúp đỡ, nhưng mà vì Mission bệnh rồi sức khỏe đồ này kia, cho nên không có lên clip được để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn mà đang nhờ sự giúp đỡ của Mission. Thì ngày hôm nay có nhiều cái câu chuyện để cho Mission chia sẻ đến tất cả cộng đồng. Nhưng mà qua đây thì cái phần đầu tiên thì Mission xin chia sẻ đến một cái vị khán giả mà rất là yêu thương Mission mà lớn tuổi rồi nha quý vị. Cô rất là lớn tuổi, năm nay là cô đã là 85 tuổi. Thì vô tình cái ngày hôm đó Mission đang nằm trong bệnh viện, thì có một cái em khán giả nhắn cho Mission nói như thế này đây quý vị. Ngoại em nhập viện mấy hôm nay rồi, hôm qua có hỏi thăm chị, có nói với chị em, chị nói vài tiếng để hỏi thăm ngoại nha. Chị nói với ngoại là ăn nhiều vô, ngoại ăn ít quá. Thì khi mà tôi nhận được cái tin nhắn của em đó quý vị, thì tôi có nhắn lại bằng cái tin nhắn thoại để cho em mở lên cho bà ngoại của em nghe đó quý vị. Thì mời mọi người nghe nha, qua cái tin nhắn này tôi nhắn để cho cái người ngoại này. Lý do tại sao mà tôi lại chia sẻ cái câu chuyện này, tại vì cái câu chuyện này ở phía sau đó nó rất là buồn quý vị. Ngoại ơi, em nghe em nó nói là ngoại nhập viện nè, ít ăn làm biếng ăn lắm chứ không. Ngoại vui lên nè, ráng ăn uống cho khỏe đi nha. Rồi chờ con khỏe xong rồi cái con lên clip cho ngoại xem nha. Nhưng mà giờ quan trọng là phải ngoan ăn uống cho khỏe vô nghe chưa. Thì sau khi mà Mission nhắn cái tin nhắn thoại này đến cho em á, thì em có mở lên, em có mở lên cho ngoại nghe. Hồi nãy em có mở cho ngoại nghe, cái ngoại nói em mới cho ngoại uống được nửa cái chai yến. Ngoại em bị hẹp cái mạch vành tim 95%, hai hôm nay thì ngủ được, tâm trí thì minh mẫn. Thì tôi mới nhắn lại với em, tôi nói là thương quá, ráng chăm sóc ngoại nha em. Thì tôi nhắn cái tin nhắn thoại cho bà ngoại của em á, là hồi lúc là 12 giờ trưa. Thì em xem cái tin nhắn báo lại tôi là ngoại đã vui, mà ngoại nghe được cái tin nhắn thoại của tôi, ngoại đã ăn được vào lúc là 4 giờ rưỡi chiều. Đến 6 giờ 43 phút đó quý vị, thì tôi nhận được tin em báo cho tôi biết rằng là chị ơi, ngoại em mất rồi. Bệnh tim này là nó vậy, bác sĩ báo trước khi nhập viện. Thì thấy thương không quý vị? Và đây thì tôi xin chia sẻ và tôi xin chia buồn đến gia đình của em. Và tôi rất là thương, tôi rất là thương là ngoại của em. Tại vì ngoại của em là một cái fan mà rất là, ngoại của em là người rất là thích, yêu mến tiếng nói của tôi quý vị, rất là yêu. Và nghe cái tiếng nói của tôi rồi khuyên ăn đi, rồi ráng ăn nữa hết cái hủ yến luôn quý vị. Thì sau khi mà tôi nghe em báo thì tự nhiên tôi có một cái cảm giác giống như là một cái người thân nào đó của mình ra đi đó quý vị. Tôi cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà dù sao thì ngoại của em ra đi rất là thanh thản, không có bị nặng nề về cái căn bệnh đó quý vị. Thì tôi cũng xin chia buồn đến gia đình của em. Và trường hợp thứ hai đó quý vị, thì có một cái em này tìm nhờ đến tôi, nhưng mà nhờ lâu rồi quý vị. Hồi lúc đó là tôi đang nằm bệnh viện rất là nặng. Tôi từ chối, tôi nói là hiện tại bây giờ tôi không thể giúp được em. Thì ngày hôm nay tôi sẽ lên chia sẻ về cái vấn đề này. Thì ở đây là tôi đưa cái trường hợp này lên, khi mà tôi xem qua những cái hình ảnh và những cái hồ sơ bệnh án của em và gia đình của em đã quay như vậy, thì tôi chỉ đưa lên đây để kêu gọi những cái tấm lòng của mạnh thường quân. Thì nếu như mà ai muốn xác nhận thực tế là hoàn cảnh của em nó có thật hay không, nó như thế nào đó, thì cứ điện thoại thẳng đến cho em và hỏi, trong trường hợp cũng có thể đến tận nhà để mà giúp đỡ khi mà mình cảm thấy mình có cái gì đó để mình chia sẻ đến tất cả mọi người nha quý vị. Thì em ấy cầu cứu đến tôi như thế này: chị ơi, chị thương giùm em, chia sẻ để em mua thuốc, mua tả cho bé lần này được không chị? Vì em còn phải nuôi ba mẹ lớn tuổi và em đang gặp khó khăn rất nhiều. Thì em gửi cho tôi những cái hình ảnh này quý vị. Thì tôi mới nói rằng là bây giờ tôi không có thể quyết định được. Tôi có thể giúp em đưa lên trên kênh của tôi, thì những cái mạnh thường quân, những lòng hảo tâm,
thì họ có thể chia sẻ được thì họ sẽ chuyển thẳng trực tiếp cho em, thì giúp đỡ trong cái trường hợp hoàn cảnh gia đình của em. Thì tôi kêu em là gửi những địa chỉ rồi số tài khoản rồi nơi ở của bé, rồi nói là con của mình mắc cái bệnh gì đó quý vị. Thì em ấy gửi về như thế này để quý vị: xin anh chị hãy thương giùm hai mẹ con em với. Em có đứa con bị bại não và giờ bé được 9 tuổi mà không biết nói, không biết đi, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên mẹ. Chồng em bỏ em ra đi lúc vừa mang thai 1 tháng. Trong thời gian mang thai bé, em đi khám thai và không có chích ngừa nên bé yếu ớt. Khi sinh con, em có một mình tự sinh ở nhà, tự cắt rúng cho con. Lúc đó em không mua được gì cho bé, em chỉ biết lấy cái mền quấn cho bé, một mình ngồi ôm con cho ấm và nước mắt rơi suốt thời gian dài. Ban ngày thì bé ngủ, em hái rau để kiếm tiền mua gạo và tự nấu ăn giặt giũ. Sinh được 4 tháng thì nhà em bị sập trong cơn bão lớn. Lúc mấy năm về trước, em phải ẵm con về nhà ba mẹ ruột ở nhờ. Nhưng ba mẹ em lớn tuổi nên em phải đi hái rau để kiếm sống qua ngày, lo thuốc thang và tả cho con. Lúc gần đây chân em bị sưng khớp, rất đau nhức. Em rất lo sợ vì con gái mỗi ngày phải tả sữa và thuốc uống cho bé, và còn phải lo cho cha mẹ ruột đã tuổi cao rồi, ăn uống chi phí rất nhiều. Trong khi đó em là người khuyết tật nên em không biết phải làm sao để lo cho gia đình. Hằng đêm em lo sợ không biết làm sao để lo. Em chỉ ước mơ có một số tiền chăn nuôi và trồng rau để có thu nhập hàng tháng, để em không còn phải gánh nặng trong gia đình nữa. Mỗi ngày nhìn thấy con gái cười giỡn với em mà em xót xa lắm. Khi em vừa làm cha vừa làm mẹ, không biết phải làm gì cho con mau hết bệnh tật để được đi học như bao đứa trẻ khác. Em kính mong các anh chị hãy thương và giúp cho em một chút với để em trồng rau và chăn nuôi, cho bé có thể tiếp tục được uống thuốc và tả sữa được không ạ? Xin hãy thương xót mẹ con em với. Cô bác anh chị ơi, xin đừng bỏ mẹ con em. Chân thành cảm ơn mọi người. Mọi thông tin liên hệ, liên lạc anh chị hãy liên hệ qua địa chỉ ấp An Phú A, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của em 0945 000 910. Số tài khoản ngân hàng của em là Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng. Số tài khoản ngân hàng 032 100 067 0861. Em mang ơn các anh chị nhiều lắm. Chị ơi, chị cứu em vượt qua khó khăn này nhé. Em suốt đời không quên ơn chị đâu. Thì qua cái những cái hình ảnh này đây quý vị, thì qua một cái video clip mà em có quay gửi nhà. Tại vì tôi thì tôi bệnh thì tôi không có thời gian để mà tôi đi xác minh, để tôi biết là từ trường hợp của em nó có khổ thật hay không. Đó, thì em có quay cái gia đình nhà của em ở dưới quê như thế này đây quý vị. Thì con của em nó bị bệnh từ hồi lúc mà đẻ ra cho tới bây giờ 9 tuổi rồi, con gái mà nó không biết nói. Thì nó bị bại liệt não đó quý vị. Thì trong trường hợp này thì dù là ví dụ như là bây giờ 500, 200, 50 ngàn, 100 ngàn thì mình ăn nó cũng hết. Và cái đó nó cũng chỉ là một vài chai bia hoặc đó có thể là một vài ly trà sữa. Nhưng đối với những cái hoàn cảnh nghèo như thế này thì khi mà mình giúp cho họ đó quý vị, thì họ vượt qua được cái khó khăn để cái bệnh tật, thì mình cho đi. Ví dụ như là mình có nhiều thì mình cho nhiều, mình cho trong khả năng của mình có thể giúp được. Thì mong các anh chị xem qua cái trường hợp này, nếu cảm thấy mà có thể là lá lành đùm lá rách, chia sẻ được bao nhiêu cho mẹ con của em này, thì My Sơn thay mặt mẹ con của em ấy chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã có tấm lòng là lá lành đùm lá rách quý vị. Thì ở đây có số tài khoản và có số điện thoại của mẹ bé ở trên đây, thì mọi người có thể là gọi điện thoại trực tiếp, và địa chỉ của mẹ bé thì My Sơn cũng để ở trên đây luôn quý vị. Thì mọi người có thể là điện thoại xác nhận trực tiếp và địa chỉ. Và đây là cái giấy bệnh của bé và những hình ảnh của hai mẹ con, là giấy bệnh rồi ba mẹ già. Nói chung là em có chụp lại hết tất cả những cái hình ảnh của gia đình em, mẹ em, rồi những cái giấy bệnh đó quý vị. Tại vì tôi cũng rất là sợ khi mà họ lợi dụng cái tình thương của mình đó quý vị, thì họ lừa gạt cái tình thương của mình. Thì khi mà mình đưa lên thì có rất là nhiều người họ khổ thật sự, nhưng có rất là nhiều người họ thấy cái kênh của My Sơn hay chia sẻ những cái mảnh đời như thế này, cho nên là họ lợi dụng, họ nói là họ nghèo khổ đồ này kia, họ xin mình. Nhưng mà thật ra thì họ không có nghèo khổ giống y hệt như vậy, giống y như là lợi dụng tình thương của mình. Cho nên rằng My Sơn để thẳng trên cái số điện thoại này và có địa chỉ của em này luôn,
cho nên mình có thể điện thoại trực tiếp để xác thực coi là hoàn cảnh của họ như thế nào, mình cảm thấy giúp được thì mình giúp nha quý vị. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thêm cái trường hợp thứ ba quý vị, có một cái vị khán giả gửi về như thế này: chị Mison ơi, em bệnh tim, huyết áp, mỡ trong máu, bị tâm thần nữa, em mới xin vô bệnh viện làm tạp vụ, họ nhận rồi nhưng kêu em phải mua đồng phục để đi làm, hiện giờ em không có tiền mà em muốn đi làm kiếm tiền, chị Mison ơi, chị có thể cho em tiền để em mua đồng phục đi làm được không ạ? Có việc làm em mang ơn chị nhiều lắm. Thì ở đây thì cái em này cũng có gửi cái bệnh án của mình, quý vị có gửi bệnh án của mình. Xin mua đồng phục thì cái số tiền nó không có lớn, nó có thể trong phạm vi của Mison thì Mison có thể cho. Còn những cái trường hợp nào mà Mison không thể cho được nhiều thì Mison sẽ kêu gọi mọi người để giúp đỡ, cùng chung tay với nhau để giúp. Thì sau khi mà Mison gửi tiền để cho em ấy mua đồ đồng phục thì em ấy có gửi lại cho Mison là đã mua 2 bộ đồng phục và chụp lại cái giấy mà nhân viên để làm tạp vụ trong bệnh viện đó quý vị. Thì em ấy báo cáo lại như thế này: chị Mison ơi, quần áo em mua xong rồi, em còn thiếu một bộ hồ sơ giấy khám sức khỏe và hình 34. Em làm ở đây có bảo hiểm xã hội, có bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và nhiều chế độ khác nữa. Em cảm ơn chị rất là nhiều, em đã có việc làm rồi. Thì nó rất là vui quý vị, thì có rất là nhiều trường hợp. Thật sự ra có nhiều trường hợp mà đến xin Mison như thế này, nhưng mà ít có khi nào Mison đưa lên. Tại vì khi mà đưa lên rồi thì có nhiều trường hợp khác họ lợi dụng. Họ không có khổ, họ lợi dụng để mà họ xin tiền. Nhưng mà tùy theo trường hợp mà Mison cho, chứ không phải là trường hợp nào Mison cũng cho nha quý vị. Thì qua đây thì chị xin chúc mừng em. Tại vì những người mà mắc cái bệnh mà dạng như tâm thần, mà có thể là tâm thần nhẹ, gọi là bị trầm cảm hoặc là bị stress đó quý vị, thì thường là những cái bệnh đó nó không có kiềm chế được. Ví dụ như là bị cái gì tác động là họ sẽ phát bệnh lên. Cho nên là nó không nặng lắm, vẫn xin đi làm được. Là em đã xin được vào làm tạp vụ của một cái bệnh viện, người ta nhận rồi. Đó thì chị cũng xin chúc mừng cho em có một cái công việc để mình tự nuôi sống bản thân mình. Mong em sẽ có một cái cuộc sống bình an. Rồi bây giờ tới những cái bình luận của khán giả để lại trên kênh nha quý vị. Thì có một bình luận của em để lại như thế này: chị ơi, trong lúc này chị bệnh, chị hãy nghỉ ngơi nhiều. Hôm nay em xem nhiều các YouTube, họ nói sai về chị, muốn chị gục ngã. Nhưng em tin rằng con người mình ăn ngay nói thẳng, mình không nói tầm bậy là được chị ạ. Chẳng qua mấy người YouTube kia muốn lấy tin của chị để câu view mà thôi. Nhưng em biết chị sẽ tổn thương rất nhiều. Em khuyên chị, em chỉ muốn chị đừng có tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì em ở Hàn Quốc, một thân một mình, lo cho mấy đứa con. Nhưng có đôi khi em muốn buông xuôi hết tất cả, muốn chết cho xong, vì cuộc sống của em không mấy hạnh phúc. Nhưng từ khi em biết đến chị, xem nhiều về chị, em lắng tai nghe chị nói. Vì thú thật với chị, em không có anh em gì cả. Gia đình em là con một, đứa con gái duy nhất. Cho nên những lúc em buồn cô đơn ở nơi xứ người, không biết tâm sự cùng ai. Em không có bạn bè người thân, chẳng qua trên Facebook chào hỏi ở trên mạng mà thôi. Nhưng em xem về gia đình chồng con của chị và con dâu của chị rất là có phước. Em ở xứ người, một mình tự lo lấy. Cho nên giờ tay chân của em mùa lạnh này đau nhức dữ lắm. Em càng xem chị, em thương chị và quý chị vô cùng. Em mong một ngày nào đó em về Việt Nam gặp được chị, em rất quý chị. Cuối lời em không biết nói gì hơn. Em chỉ chúc chị được nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Chị nhanh hết bệnh để về với cháu nội nhé, vì gia đình lúc này cũng cần có chị. Chị cảm ơn em. Thật ra là khi những cái chia sẻ của tôi đó quý vị, thì nếu như mà ai đã theo dõi tôi suốt trong 2 năm sẽ hiểu được là những gì tôi chia sẻ và những gì tôi lan tỏa, những cái năng lượng tích cực đến mọi người. Tại vì tôi là một người có bệnh, tại vì có rất là nhiều người bạn bè họ nói rằng là không có ai mà đi khoe cái bệnh của mình giống y hệt như Mison cả. Thường đa số là người ta có bệnh là người ta giấu, người ta bệnh nan y người ta lại càng giấu, mà nếu bệnh ung thư người ta lại càng giấu, tại vì người ta không muốn là không muốn người khác biết là mình là có bệnh. Nhưng mà tôi khác quý vị, một khi mà tôi bệnh rồi thì tôi la làng lên là tôi bị bệnh đó, và lý do tại sao bị bệnh và nguyên nhân dẫn đến cái bệnh, và khi để phát hiện cái bệnh như thế nào đó thì tôi đều la làng lên để cho mọi người cảnh giác là cái bệnh này muốn phát hiện nó là vậy vậy đó. Tôi lên tôi chia sẻ đến mọi người và tôi đều lan tỏa những cái năng lượng tích cực đến mọi người. Vì sao? Là tại vì trước đó ai theo dõi tôi 2 năm cũng đã biết
tôi chia sẻ về cuộc sống, tôi chia sẻ về công việc làm của tôi. Nếu như mà tôi không bệnh đâu quý vị, thì tôi không phải là người ngồi ở trên đây để tâm sự, để mà chia sẻ những câu chuyện trải qua trong cuộc đời tôi, để cho tất cả mọi người cùng xem đâu. Tại vì nếu tôi không bệnh, tôi rất là bận rộn. Hầu như tôi đi tối ngày, nguyên cả tháng chồng với con tôi còn không gặp được tôi. Tại vì tôi đi làm suốt quý vị. Tại vì công việc của tôi là giao tiếp với lại khách hàng là người nước ngoài. Cho nên là khi mà tôi bệnh đó, tôi chia sẻ đến mọi người. Và khi mà tôi bệnh rồi thì tôi lại có một cái suy nghĩ thay đổi đi, là dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, nó cũng không mang lại sức khỏe cho mình. Bây giờ mình đem cái tiền đó ra mình mua sức khỏe cho mình vẫn không mua được. Cho nên từ chỗ đó tôi muốn chia sẻ đến mọi người những cái năng lượng tích cực. Dù tôi có nói vui đến tất cả mọi người, tôi nói là ngày mai tôi có chết, ngày hôm nay tôi vẫn phải đẹp. Đó là như vậy quý vị. Cho nên những lúc mà khi mà tôi nhập viện, tôi nằm bệnh viện đó quý vị, thì cái lúc mà cấp cứu thì tôi nói nó bèo nhèo dữ lắm, nó bèo nhèo mà nó sơ sát dữ lắm. Cái qua ngày hôm sau hoặc là hai ngày sau mà tôi khỏe rồi đó quý vị, khi mà tôi ngồi dậy được rồi, bắt đầu tôi trang điểm nè, tôi chải tóc tai nè, tôi vẫn đẹp đẽ lên. Cái bắt đầu là cái ngày nhập viện thì nó khác, còn cái qua một ngày hai ngày hôm sau, cái cũng là bác sĩ đang điều trị cho tôi, cái vô thấy tôi cái giật mình vậy nè quý vị, tức là giống y như là một con người khác vậy đó. Vì bác sĩ của tôi nói rằng là không có một cái người bệnh nhân nào mà nó có một cái năng lượng mà nó tràn trề giống y hệt như tôi. Họ bất ngờ, thậm chí là bác sĩ phải đem cái năng lượng tích cực đó đến cho bệnh nhân, an ủi bệnh nhân là họ hãy lạc quan và sống yêu đời lên. Nhưng mà khi mà những người bác sĩ đã điều trị cho tôi, gặp qua tôi rồi, thì tôi lại là một người đem lại cho họ cái năng lượng tích cực quý vị, cái năng lượng lạc quan đó. Cho nên trong cái câu chuyện của em thì có rất là nhiều khán giả, chứ không phải một mình em, khi mà nghe những cái chia sẻ của tôi, thậm chí là họ coi tôi như là một người bạn, một người chị, một người em, để cho họ tâm sự. Tâm sự bằng gì? Tâm sự qua những cái bình luận. Vì họ không có người thân và họ không có bạn bè, họ lấy Mission ra để làm một cái người thân, làm một cái người bạn bè để cho họ tâm sự, và lấy những cái kinh nghiệm mà Mission chia sẻ để mà đem vô áp dụng cho cuộc sống của mình. Cho nên rằng Mission cảm thấy rất là vui. Và khi mà cái mục tiêu của Mission khi mà lên trên mạng để muốn chia sẻ đến mọi người là chia sẻ cái đó đó quý vị. Chia sẻ những năng lượng tích cực, chia sẻ những cái gì hạnh phúc đến mọi người. Đó, cho nên rằng là chị chúc em thật là nhiều sức khỏe để lo lắng cho các con. Đến một ngày nào đó thì có duyên, khi mà em về Việt Nam thì em đến nhà chị, thì em sẽ gặp chị thôi nha. Còn hiện tại bây giờ thì trong cuộc sống, dĩ nhiên là em cũng sẽ trải qua rất là nhiều sóng gió. Con người mà, tại vì qua một cái kiếp người, không phải tự nhiên sinh ra cái lớn lên cái tới già chết, không phải vậy. Nó phải trải qua rất là nhiều sóng gió, và trong những cái sóng gió đó mình phải đối mặt với nó và mình phải biết xử lý nó như thế nào. Đó, cho nên là trong cái cuộc sống của mình, nó gặp người tốt, gặp người xấu rất là nhiều. Cho nên là có những cái mà để mà mình nhượng bộ, để mà mình nhịn hết, nó cũng không hay. Mà có những cái mà mình ăn hiếp người ta quá, nó cũng không tốt. Cho nên tùy theo những tình huống để mà mình giải quyết trong mọi vấn đề. Người ta hay thường nói một câu là vậy: đi với Phật thì mình mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mình mặc áo giấy. Cái câu đó rất là hay nha quý vị. Cho nên chỉ nói một câu đơn giản như thế này: gặp người tốt thì mình sẽ đối xử tốt. Trong cuộc sống thì tất cả mọi con người nó đều có cái hỷ nộ ái ố ở trong đó. Tại vì mình là một người phàm chứ không phải là Phật tu hành. Thậm chí ở đây tôi xin lỗi nha quý vị, thậm chí ở đây có những người là Phật tử, có những người là trụ trì của chùa, mà còn có tranh giành, ví dụ tranh giành quyền lực nè, tranh giành quyền lực để làm trụ trì nè, rồi có những người là tranh giành được chỗ đứng nè, thậm chí tu họ còn sân si như vậy, thì huống chi là một cái người bình thường. Cho nên ai chửi tôi sân si tôi cười quý vị, tại vì tôi vẫn là con người mà. Cái lúc mà mình biết giận biết hờn đó gọi là sân si rồi đó quý vị. Thì trong cuộc đời có ai không biết giận biết hờn không, đúng không quý vị? Ví dụ giờ là ba mẹ chửi đi, ba mẹ la mình mà la quan cho mình đi, giận vô không quý vị? Ba mẹ còn giận, giận luôn, giận lẫy luôn để cho ba mẹ năn nỉ. Hồi xưa là mỗi lần mà Mission bị ba la đó quý vị, bị ba la, bị ba chửi, cái giận, cái xong bắt đầu cái ba đi năn nỉ con gái cưng vô ăn cơm đi, ba đút cơm cho ăn. Trời, ba còn phải đi năn nỉ đó quý vị. Thì cha mẹ mình còn phải giận, thì đó gọi là sân si hỉ nộ ái ố đó quý vị. Chứ không phải là sân si theo cái kiểu là đi đánh lộn hay là đi chửi lộn, nó không phải là như vậy. Còn trong cuộc đời, ví dụ như tôi có sao tôi nói vậy quý vị. Cho nên ai hiểu thì sẽ yêu thương tôi, còn ai không hiểu theo cái kiểu mà cứ như nói một đằng mà làm một nẻo thì họ sẽ rất là ghét tôi. Tại vì trong cuộc sống, những người mà họ sống không có chân thật đó quý vị, thì họ sẽ rất là ghét những người nói thẳng đó.
Nhưng có cái là tôi thì tôi không cần phải lấy lòng ai cả, có sao thì tôi nói vậy quý vị. Cho nên rằng là trong cuộc sống, ví dụ như là bây giờ trong gia đình đi, rồi anh em mà còn có thể là tranh giành tài sản với nhau, rồi ba mẹ cho mày nhiều cho tao ít, rồi còn chửi lộn với nhau, rồi từ nhau đồ này kia, thì đó gọi là gì? Là sân si đó, đúng không? Còn nếu như mà nói mà làm người mà không có sân si, không có hỉ nộ ái ố, thì tôi nghĩ là đó không phải là con người, đó là thành một cái gỗ đá vô tri rồi quý vị. Còn một con người mà có trái tim, một con người mà có cái suy nghĩ, thì dĩ nhiên nó sẽ có cái hỉ nộ ái ố ở trong đó quý vị. Dĩ nhiên nó phải có. Cho nên đừng có ai nói rằng là chửi người ta nói này sân si. Khi mình mở miệng mình nói người ta thì trong cuộc đời của mình có giận hờn ai chưa? Đúng không? Trong cuộc đời của mình đã từng chửi ai chưa? Có, đúng không? Vậy thì tại sao mình lại nói người ta? Tại người ta vẫn là người mà, chứ đâu phải gỗ đá vô tri, đúng không quý vị? Rồi bình luận tiếp theo nha. Mission ơi, giúp chị giải đáp thắc mắc với. Chị có ba đứa em, con của cậu chị bị bà dì ghẻ giành hết phần đất của ông ngoại chị để lại, mà dì đó lúc cậu chị bệnh nặng, dì đó có gọi công chứng lên và người con rể cùng hai đứa cháu ở ngoài của cậu để lập di chúc. Vậy dì đó có thừa hưởng được không? Dì đó chấp nói với cậu chị không có con chung, mà phần đất này là của ông bà ngoại chị, là ông bà nội của ba đứa em và ông bà nội của ba đứa em con vợ trước đã mất của cậu. Nay cậu chị cũng đã mất được mấy tháng rồi, hôm nay cái gì đó đem cái di chúc ra nói là được quyền bán và con gái riêng của cái gì đó đăng lên Facebook để bán. Chị muốn hỏi em giúp chị, mấy đứa em con vợ trước của cậu chị có hai đứa nó đang rất là khó khăn, không có nhà ở, phải ở nhà trọ. Di chúc được nhân viên công chứng lập trên bệnh viện trong phòng cấp cứu có hợp pháp không em? Và đất ở Đồng Nai mà lập công chứng ở quận 12 thì có được không em? Thì trong cái trường hợp này á, là đất là của ông bà ngoại chị để lại cho cậu ruột của mình. Ông cậu ruột á, là có một đời vợ trước có ba đứa con, và khi thấy lấy cái người vợ sau này á, là không có con, chỉ chấp nối nhưng không có con. Sau khi mà cậu chị bệnh nặng á, thì ở trên bệnh viện thì cái người vợ sau này họ đem cái công chứng viên đến để lập di chúc tại bệnh viện và có người làm chứng. Lập di chúc đó là hợp pháp nha chị, lập hợp pháp. Cho nên rằng là cái tài sản này ba đứa con của vợ trước không có giành được, tại vì cái người vợ sau là được hưởng cái di chúc hết cái phần đất còn lại. Và cái lúc lập di chúc tại ngay chỗ bệnh viện là lúc đó là có công chứng viên làm chứng nè, rồi có người cháu làm chứng nè, rồi có bác sĩ ở đó làm chứng luôn. Cho nên rằng cái di chúc này hợp lệ. Vì trong thời gian ví dụ như ba đứa con ruột á, nó không có ở chung, mà cái người vợ á, ở chung thì dĩ nhiên nó phải yêu thương hơn. Thì cái lúc mà ví dụ như chăm sóc thì cái người vợ sau này thì cận kề chăm sóc ba đứa con thì không có. Thì yêu thương nhau thì dĩ nhiên là để lại cho cái cô vợ đó hết rồi. Trường hợp này thì nó cũng có. Nhưng mà nói là tài sản của cha mẹ mình mà để lại hết cho cái cô vợ sau mà không cho ba đứa con mình thì nó cũng hơi khó nghĩ. Nhưng mà này là trong trường hợp của gia đình của cậu chị thì em không thể nào em biết, tại vì trong gia đình của cậu chị thì chỉ có chính cậu chị mới biết được mà thôi. Thì bây giờ có hai đứa con, ba đứa con của người vợ lớn, vợ trước á, thì trong đó có hai người rất là nghèo khổ, mướn nhà thì đó phải chịu thôi, tại vì cậu của chị làm di chúc cho hết cái người vợ sau rồi. Cho nên là bây giờ người vợ sau có quyền định đoạt hết cái tài sản, dù tài sản đó là của ông ngoại chị, ông bà ngoại chị để lại. Còn chị nói rằng là đất ở Đồng Nai mà lập ở quận 12 có hợp pháp hay không? Thì đất ở quận 12, đất ở Đồng Nai hay bất kỳ ở đâu thì mình lập ở chỗ khác cũng được, tại vì tất cả những người công chứng viên là điều chung của cả nước. Cho nên nếu như mà giấy tờ hợp lệ thì họ sẽ công chứng được hết. Còn ví dụ như lúc mà cậu của chị đang nằm bệnh viện thì ví dụ như đất thì ở Đồng Nai nhưng mà quê nhà cửa thì ở là quận 12 chẳng hạn, thì khi mà công chứng ở tại quận 12 thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Nếu như những cái giấy tờ đó hợp lệ thì phòng công chứng họ sẽ làm thôi. Cho nên trong trường hợp này ba đứa con của người vợ trước không có tranh giành được cái tài sản này. Nếu như có đưa ra ngoài tòa án để khởi kiện thì ba cái người con của vợ lớn cũng thua kiện mà thôi. Cho nên là em khuyên là chị nói với lại ba người em của chị là đừng có đi kiện hay tranh chấp gì, vừa tốn tiền vừa mất thời gian của mình nữa nha chị. Bình luận tiếp theo nha quý vị. Chị Yến xin chào thần tượng của chị Yến nha em. Không biết từ lúc xem em phân tích chuyện gia đình rất là hay, thật là tuyệt vời. Chị rất quý mến và cầu xin ơn trên cho em được nhiều sức khỏe và bình an hạnh phúc.
bên gia đình bên cháu nội, hay ăn chống lớn, chị sống ở Cali. Nhờ nghe được những lời em nói chuyện, chị cũng nhẹ lòng, vì cuộc đời của chị buồn hơn là vui. Chị sẽ buông bỏ tất cả để sống. Cảm ơn em câu chuyện buồn của chị. Liệu nói ra thì không kể hết được. Chị rất yêu quý và trân trọng em. Chúc em luôn nhiều sức khỏe. Để được nghe em nói chuyện, làm bà nội rồi mà vẫn còn trẻ đẹp. Chị có 3 đứa con gái, có 10 đứa cháu ngoại. Chị đang xem em phân tích, nhìn em đáng yêu quá. Em rất là cảm ơn chị. Cho nên em mong rằng là những cái chia sẻ của em thì sẽ là một cái gì đó để cho các chị xem như là cái kênh của Mission, cái tiếng nói của em như là một người bạn, để mà mình chia sẻ những cái câu chuyện nào mà mình cảm thấy mình không thể nào nói được với lại người khác, quý vị. Cho nên rằng tôi rất là mong tất cả những người khán giả xem kênh của tôi sẽ có một cái cuộc sống tích cực. Và hãy tự tạo ra cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc. Đừng quá bi quan và cũng đừng quá u sầu hay là bi thảm, tại vì không ai có thể cứu mình bằng chính bản thân mình. Cho nên cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống có nghèo khổ, có không hạnh phúc, có như thế nào đi chăng nữa, đó là do mình tự tạo ra. Nếu như mình không chấp nhận điều đó thì sẽ không ai có thể làm cái điều cho mình tổn thương được. Cho nên rằng chị có 3 đứa con gái mà tới 10 đứa cháu ngoại lận, sướng quá trời quá đất luôn. Em chúc mừng chị nha. Giờ đến lượt khoe khoang tí xíu đây quý vị. Mission có fan yêu mến, tiếng nói kênh của Mission là cao nhất là 93 tuổi. Còn thấp nhất là giờ là hồi trước là 8 tuổi mà giờ thành 6 tuổi rồi nha quý vị. Fan nhí nhỏ nhất của Mission 6 tuổi nha quý vị, cưng lắm. Hồi cái lúc mà đang nằm bệnh viện đó, nhắn tin vậy nói chuyện nè quý vị. Phải nói là cảm thấy là rất là hạnh phúc. Vì khi mà cái sức khỏe của Mission thì cái bệnh, khi mà nó không vui, nó có một cái chuyện gì đó thì nó buồn, nó nhập viện thôi. Nhưng mà bù vào đó có rất là nhiều tình thương yêu thương mình quý vị. Cho nên qua đây khoe đến tất cả mọi người nha. Có một cái đoạn này của một cái fan nhí của Mission dễ thương lắm quý vị. Con ơi, con là Mission 6 tuổi. Bởi vì mẹ con buồn là mẹ con lấy điện thoại ra bắt tin tức của con liền. Để con xin mẹ con, con để con bấm tin chứ bấm like cho cô. Cô diễn gì chết khỏe. Cưng quá trời, cô ơi con là Mission 6 tuổi. Cưng quá trời, không có gì. Trời ơi, nghe cái này giống như trái tim tôi nó tan chảy vậy đó quý vị. Hết bệnh luôn quý vị. Nó giống như là thần dược vậy đó. Cưng quá trời quá đớn không quý vị. Thương lắm, cho nên là cô cảm ơn con nhiên. Rồi quan tâm đến cô Mission thì ngày hôm nay cô Mission khỏe rồi, đang ngồi trước mặt con đây. Cô Mission đang rất là khỏe, đang rất là yêu đời đây. Cảm ơn con nha, những cái lời nói của con nó giống y như là lời thuốc bổ dành cho cô vậy đó. Cảm ơn con rất là nhiều, yêu con lắm luôn nha. Mission dễ thương không quý vị? Trời ơi, fan nhí của tôi đó. Rồi thêm một cái trân quý, một cái khán giả lớn tuổi đây quý vị, không có nhắn tin bằng chữ được. Chuyên môn là nhắn tin cho Mission là bằng cái tin nhắn thoại thôi quý vị. Đó, thì đây là thêm một cái lời của cô gửi đến Mission như thế này. Khoe đến quý vị đây quý vị. Cô chào cháu Mission Thiện thân yêu nhé. Cô theo dõi kênh của Mission, xem nhiều clip của Mission, xem đi xem lại. Và cô từ lâu đã cảm thấy rất thương mến Mission. Thương gì tác phong, thương gì đạo đức, thương gì giọng nói hiền hòa. Khá khen Mission Thiện là có nóng nảy bực mình gì, cũng không nghe những lời nóng nảy lớn tiếng hay là chửi thề văn tục. Cô khen Mission Thiện cái điểm đó. Và những cái tác phong mà đẹp, mà ăn mặc đẹp như vậy là cô nói là cô sẽ gặp trực tiếp Mission Thiện để học những cái chiêu là làm đẹp gì đó. Cô thích, cô đến với Mission Thiện nhiều là vì thương mến thật tình những cái đạo đức của con người. Chứ vấn đề giàu sang thì không ai để ý tới. Nếu mà những cô nói vậy, nếu mà những người mà giàu không có đạo đức tác phong thì không ai thích đâu. Không có văn hóa đạo đức thì không ai thích đâu. Dù ta giàu hơn tiến sĩ Trần Tinh Quánh không, nhiều khi người ta khoe khoang như vậy á. Cô nói như vậy á, để cô nói là cô đến với Mission Thiện vì tài nghệ đạo đức và tác phong.
Chứ còn thí dụ như cô nói thật là cô lớn tuổi rồi thì mình cũng không có thích nói qua nói lại, nhưng mà vừa qua xem cái clip 64, cô rất bực mình, rất thương cho Mizun. Người ta bất mãn với giọng nói, cô không biết trình bày sao nha, người ta bất mãn với giọng nói. Chắc hẳn như cô gì ở bên kia, xin lỗi, mà xin lỗi ao 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 nạt nộ người ta như là hất hất nước sôi như mặt người ta vậy đó. Rồi những cô mà giàu có tiền vậy đó, bề thế gần giọng nói chuyện với người ta như cô ít lắm, cô không nói tới tên ai, nhưng mà cô không thích đi. Không ai mà nói thấy sang bắt hoàng vậy đó. Cô rất ghét cái vụ đó. Cần là thương, là thương Mizun, là Mizun đàng hoàng đứng đắn. Hạnh phúc bây giờ đã thấy rõ rằng là hạnh phúc chồng thương yêu, con gái thương yêu, như vậy là đã tốt rồi. Chứ còn người ta khoe người ta giàu có tiền, khoe cái giàu ra để làm gì mà không có đạo đức, chứ không ai dòm đâu. Thôi tóm lại là cô rất thương mến Mizun, là mong Mizun mau hết bệnh. Cô rất lo, nghe nói nằm viện thì cô rất lo, cô chỉ biết cầu nguyện ơn trên ban cho Mizun thiện, được nhiều sức khỏe để còn nói lên những tiếng nói mà để binh vực cái lẽ phải. Tại vì Mizun thiện là chỉ phân tích cho mọi người, thí dụ như cô không có nhiều cái câu chuyện mà cô không hiểu lắm đó, nhưng mà phải nói là cộng đồng mạng này cũng nhờ Mizun thiện rồi phân tích cho người ta nghe, người ta hiểu, chứ có đâu mà chê bai thế này thế nọ. Là thí dụ đừng có a tòng theo những cái gì đó mà mình chê bai quá đáng. Nhưng mà nói chung là Mizun thiện là được bá tánh cộng đồng mạng thương yêu quý mến, trong đó có cô. Thì cái clip 64 này cô phải thức trằn trọc suốt đêm để nghe đi nghe lại. Nhưng mà cô nói Mizun thiện không có gì buồn hết, hãy thản nhiên mà sống, rồi cứ còn nói được cứ tiếp tục nói, phân tích những cái lẽ phải để cho mọi người am hiểu và binh vực cái lẽ phải. Ví dụ như cháu thường hay đi giúp đỡ nhiều người thì hãy làm tiếp tục giúp đỡ người ta, chứ không có gì mà mình phải chùn bước hết. Cô thật tình nói như vậy đó, cô không ở phe nào hết, tại vì cô mến Mizun thiện thì cô nói những cái gì mà mình thấy cắn rất lương tâm. Thì cái clip 64 này nghe đi nghe lại hoài thì có nhiều cái mà mình bực tức, nhưng mà cô là chỉ tâm sự. Nói tóm lại là cô chỉ muốn tâm sự nhiều với Mizun về những cái tình cảm thương yêu của mọi người đối với Mizun. Rồi còn những cái lời lẽ mà khiêu khích với nhau thì Mizun gạt bỏ ngoài tai đừng có nghe. Bây giờ đâu có phải là hãy ai có tiền có của nhiều thì được mọi người trân trọng. Có tiền có của mà không có đạo đức văn hóa thì người ta không có đối ngoại tới đâu. Thì ý cô nói vậy, con ráng giữ gìn sức khỏe nè, để rồi cô cháu mình còn gặp nhau, cô sẽ thăm con và gia đình con. Người ta có nghe cái câu của cô nào hỏi là bằng giàu bằng cái cô đó không, giàu bằng cô đó không, cô nói khoe cái giàu mà không có khoe được cái đạo đức, cái tác phong ấy thì cũng không nên khoe. Đó là cô nói tóm lại là đây là những lời lẽ mà cô tâm sự với con thôi, cô không có khiêu khích ai hết. Thì đại khái là tâm sự riêng với Mizun thiện thôi. Ráng giữ gìn sức khỏe, thương thật nhiều là khi nghe đi du lịch với bá tánh về rồi lại nhập viện nữa, lo lắm, cố gắng. Thương lắm, thương mà ráng giữ gìn sức khỏe. Cô sợ một ngày, mà nói thật tình cô sợ một ngày nào đó là cô không còn được nghe tiếng nói của Mizun thiện nữa. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cô chào, bye bye. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều. Khi mà nghe qua những cái tâm sự khi mà cô gửi đến con, và có rất là nhiều người khán giả gửi tin nhắn riêng để mà động viên con, thì con xin cảm ơn cô nói chung và xin cảm ơn tất cả những người yêu quý con nói riêng. Thì con thì hôm nay con cũng đã khỏe lại rồi. Những gì mà con đã chia sẻ đến tất cả mọi người thì
cô hiểu, tại vì cô là cỡ tuổi cha mẹ của con mà hiểu để động viên con, thì cái tình cảm này nó rất là quý. Còn cái vấn đề trong cuộc sống, ví dụ như ai hiểu mình thì hiểu, còn ai không hiểu mình thì thôi, mình không thể nào mà làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Và con chỉ cần con chia sẻ những gì, những gì con lan tỏa đến để được những người giống y hệt như cô đồng cảm và yêu thương là được. Dạ, con xin cảm ơn cô rất là nhiều, con chúc cô nhiều sức khỏe. Và con cũng sẽ ráng khỏe để lên đây nói chuyện, để chia sẻ cho cô nghe. Con thì cái mà cuộc sống mà mãnh liệt của con, cái cuộc sống mà để mà giật dậy cái mạng sống của con nó rất là mãnh liệt. Cho nên là con cũng xin cảm ơn cô và cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, em đã quan tâm đến sức khỏe của con. Nói vậy thôi chứ là dễ gì, gia đình chồng với lại con của con dễ gì để cho con chết đâu, đúng không? Cho nên rằng bệnh thì nhập viện thì chuyện đó bình thường. Tại vì những người bị bệnh nan y, những người bị bệnh ung thư thì nhập viện chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà đối với con, nhập viện thì nhập viện, xong rồi con vẫn sống lạc quan. Dù ví dụ như là ngày hôm nay con lên đây con trò chuyện đến tất cả mọi người, ngày mai con chết con vẫn lạc quan. Cho nên là con cảm ơn những cái tấm lòng của cô đã dành cho con. Ngày hôm nay con đã khỏe lại rồi, và con cũng sẽ lên và con giúp lại những cái mảnh đời khác. Vì còn có rất là nhiều trường hợp, có rất là nhiều mảnh đời đang cần sự giúp đỡ của con, và con có thể giúp họ trong phạm vi có thể của con. Ví dụ như về mặt cái vấn đề kinh tế, con có thể giúp được con giúp, còn cái nào lớn quá thì con sẽ kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay. Còn về cái vấn đề mà hôn nhân gia đình, cái nào con biết con sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người, con cho ý kiến. Còn về cái vấn đề mà pháp luật, con biết đến đâu thì con chia sẻ đến đó. Tại vì chính bản thân con không phải là luật sư, con cũng không phải là công an hay là cán bộ trong ngành, cho nên con không thể nào biết hết luật được. Nhưng con biết trong khả năng của con, trong cái lứa tuổi của con đã trải qua, con biết được bao nhiêu thì con sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người bấy nhiêu. Rồi, còn bây giờ thì qua bốn cái bình luận này nữa thì mình sẽ kết thúc cái video clip này nha quý vị. Tại vì Mason sẽ đi đám cưới, ông xã đang chờ. Đó, thì tôi xin đưa lên một cái bình luận. Tại vì qua cái quá trình trong thời gian 2 tuần đổ lại đây thì tất cả mọi người cũng biết là Mason đang xảy ra cái sự cố gì. Mọi người cũng hiểu đúng không ạ? Thì có những cái trường hợp dù là Mason có chia sẻ trong cái câu chuyện drama nào đó mà Mason phân tích, Mason bảo vệ một bên này và Mason phản đối bên kia, nhưng chưa bao giờ có những cái lời lẽ này để mà xúc phạm nói người khác cả quý vị. Vì những cái lời này chỉ dành cho những người vô học mới thốt ra nói thôi. Còn những người mà người ta hiểu biết đó quý vị, thì người ta sẽ không bao giờ thốt ra những từ này. Tại vì cái từ này mình chửi người khác nó dơ cái miệng mình lắm quý vị. Thì quý vị xem, nó chỉ dõn dẹn có bốn chữ thôi quý vị, chẳng khác nào con đờ y ngã. Đó, quý vị đọc dùm Mason đi. Thì cái câu này thật ra là nó quá là dơ bẩn. Cho nên dù là Mason có giận cỡ nào chứ không bao giờ dùng những cái từ ngữ này để mà chửi người khác quý vị. Rồi, bình luận thứ hai nữa quý vị. Cái vấn đề như thế này, khi mà tôi ra tôi tư vấn bất kỳ một cái việc gì thì ai làm người đó chịu, chứ không có cái kiểu mang con và cháu của người ta ra để trù ẻo như vậy. Cái đó là một cái hành động của những kẻ tiểu nhân, họ mới dùng những cái từ ngữ đó mà thôi quý vị. Thì cái bình luận này để như thế này đây quý vị, con trai nhờ đức mẹ, nghiệp của mẹ nặng quá, coi chừng nó quật luôn thằng con trai và đứa cháu nội thì tội cho tụi nó lắm nha. Con đờ y ngã Mason. Viết như vậy đó quý vị. Thì ví dụ như cái người đó dù có kẻ thù của mình đi chăng nữa cũng không nên thốt ra những từ này, vì trời Phật sẽ không phù hộ cho những người có cái tâm địa muốn trù ẻo người khác như thế này quý vị. Tại vì một cái con người có cái tâm lương thiện, ví dụ như tranh chấp về mặt luật pháp thì mình sẽ chơi về mặt luật pháp ha. Còn nếu như tranh chấp về vấn đề thương mại đồ này kia kia nọ, không bao giờ đem những cái từ ngữ này ra để trù và chửi người khác cả quý vị. Một cái con người mà có học, một cái con người mà biết cái cách sống đối nhân xử thế, không có ai dùng những từ ngữ này để chửi người khác cả quý vị. Thì những cái từ này vào chửi Mason qua cái phần 64 và phần 65 thì nó có đụng chạm gì đến mình không? Đúng không quý vị? Khi mình muốn binh vực một người nào đó thì đó là việc của mình. Nhưng xúc phạm như thế này, đó là cái nghiệp của mình rồi đó. Đúng không quý vị? Rồi, bình luận tiếp theo nha quý vị. Khi em nhiều khi nghĩ mắc cười, ba má của họ ở nhà nói ra họ cãi lại chém chém, mà tối ngày vô xem, khóc thương giùm cho người dân. Chuyện gì đúng thì mình đồng cảm thôi, còn không đúng thì mình lướt qua.
Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Mấy con người thấy người ta nói vô mặt tốt thì nghĩ người ta là thánh nhân. Chuyện xã hội tự nhiên nhiều người mang nghiệp cho bản thân luôn. Dạ, cái câu này em rất là đồng tình với chị. Tại vì nhiều khi cha mẹ của họ ở nhà nói họ thôi, họ còn chửi lại chém chém. Thậm chí là chửi lại cha mẹ luôn. Có những người đánh đập lại cha mẹ luôn. Nhưng mà khi mà đi lên trên mạng thì lại khóc thương giùm cho người dân. Nó ngộ như vậy. Cho nên rằng là người ta mới nói rằng là anh hùng bàn phím và anh hùng cào phím là ở chỗ đó đó chị. Cho nên rằng thôi, ai làm gì thì trời sẽ thấy. Người ta nói là không thể nào mà lấy cái giải thưa mà che mắt thánh được. Có thể là che mắt được người phàm nhưng không thể nào che được mắt thánh, đúng không chị? Cho nên đến một ngày nào đó thì người nào nó sẽ trở về cái vị trí của người đó mà thôi. Dạ, rồi bình luận cuối cùng nha quý vị. Chắc là Mason nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi xưng hô em nhé. Trước tiên cho tôi xin chúc gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé. Tôi kể lại câu chuyện có thật của chính mình vào năm 92 khi vợ tôi mới sanh con đầu lòng tại bệnh viện. Vì vợ chồng tôi nghèo sống tự lập nên tôi phải tự tay chăm sóc vợ trong lúc sinh nở. Ở trong bệnh viện, ngày nằm phòng có hai người. Ngày cuối trước khi vợ tôi dọn về nhà để đưa con tôi về thì ở chung phòng bị mất trộm, đổi thừa là tôi lấy. Khi tôi về nhà không biết cái gì hết, người ta cũng không có bằng chứng và tôi cũng đã chứng minh rằng tôi không lấy mà họ cứ chửi rủa, thậm chí rủa cả con của tôi 3 ngày sẽ chết. Mặc dù tôi rất bức xúc nhưng tôi dằn lại để nói với cô ấy một câu: cô rủa thì nhớ rủa rằng người nào lấy đồ của cô sẽ nhận lấy hậu quả. Và cho đến ngày hôm nay, con của tôi đã 32 tuổi vẫn khỏe mạnh. Những gì mình làm lương tâm mình biết, trời Phật biết là đủ. Chúc em mau hết bệnh và luôn vui vẻ bên gia đình nhé. Một người xa lạ tôi rất quý mến. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Cho nên là những cái lời này là những cái lời mà động viên em đó anh. Cho nên có những cái quan ức của mình đó, cái bình luận này của anh hiểu được em ngay lúc này. Nhưng mà không phải một mình anh đâu, mà tất cả những người theo dõi em sẽ hiểu được em. Vì trong cái số lượng mà đăng ký kênh của em thì nó đã bị tuột giảm hết mấy ngàn người. Nhưng mà không sao cả, tại vì khi mà em lên chia sẻ những gì đến tất cả mọi người là em chia sẻ để lan tỏa đến mọi người, chứ không phải là em cần cái số view hay là em cần cái số người đăng ký. Em cần cái người hiểu để mà học theo một cái lối sống tốt đẹp, học theo một cái lối sống đúng đạo nghĩa làm người, chứ em không cần những người mà không hiểu biết và ba phải. Cho nên em cảm ơn anh rất là nhiều những lời động viên. Thì qua đây cái phần 66 của Mason đó quý vị thì xin kết thúc tại đây. Mason sẽ tiếp tục ra cái phần 67 chia sẻ những cái câu chuyện khác nữa nha quý vị. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Anh nhân haseyo, ta mê video mà anh ayo. Bye bye.